cầu treo sông Răng nối hai xã Thanh Liên và Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, thì lượng người và xe cộ qua lại hàng ngày rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tháng 10 năm 2020, tại cầu treo sông Răng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người tử vong. Điều đáng nói là từ đó cho đến nay, tình trạng nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua cầu vẫn chưa được cải thiện. Đường dẫn lên cầu rất hẹp, cáp treo, hệ thống lan can, bê tông mặt cầu đều đã xuống cấp, hai đầu cầu đã gắn biển cảnh báo hạn chế xe tải lưu lượng lớn lưu thông. Cầu treo sông Răng được xây dựng từ năm 1985, từ khi tỉnh lộ 533 được nâng lên thành quốc lộ 46C. Nhưng cây cầu thì vẫn không được nâng cấp để phục vụ xe tải trọng lớn, với lưu lượng ngày càng tăng trên tuyến đường. Cầu sông Răng xuống cấp vừa không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vừa tạo nên nút thắt giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước nguy cơ mất an toàn, Tổng cục Đường bộ đã trình Bộ Giao thông Vận tải quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu mới thay thế cầu treo sông Răng với mức đầu tư dự kiến khoảng 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. Thưa quý vị, theo kết luận số 49 của Bộ Chính trị, đến năm 2035, Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành hơn 200 km đường sắt đô thị Metro, tức là chỉ còn 11 năm cho nhiệm vụ này. Trong bối cảnh hơn 15 năm tuyến metro số 1 dài gần 20 km vẫn chưa về đích, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia đều cho rằng nếu triển khai theo cách làm cũ thì với hơn 200 km còn lại cần khoảng từ 50 đến 70 năm nữa, thậm chí là tới 100 năm. Do vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần có những cơ chế mới, những cách làm mới để hiện thực hóa giấc mơ 200 km metro. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành – Suối Tiên được phê duyệt lần đầu vào năm 2007, dự kiến khởi công vào năm 2008, nhưng đến năm 2012 mới chính thức khởi công. Tôi cũng rất là mong muốn là vận hành tàu này sẽ sớm được vận hành để người dân cùng trải nghiệm, và đây là cảm giác rất là tuyệt vời. Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh có 8 tuyến metro với tổng chiều dài 220 km, nhưng đến nay, tuyến metro số 1 dài gần 20 km, vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, vẫn chưa về đích. Còn tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, gần 47.900 tỷ đồng, sau nhiều lần gia hạn, đã chính thức thi công từ đầu năm 2024, nhưng cũng phải lùi thời gian hoàn thành từ năm 2026 đến tận năm 2030. Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận tiến độ triển khai các tuyến metro quá chậm đã ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Việc mà tổ chức triển khai thực hiện dự án như hiện nay thì chúng ta không thể đáp ứng được cái tiến độ phát triển hạ tầng, và với cái mật độ dân số chúng ta là một trong 18 thành phố mà mật độ dân số cao nhất thế giới, nhưng chúng ta là duy nhất trong 18 thành phố này chúng ta chưa có hệ thống metro. Cho nên chúng ta chậm trễ thì chúng ta sẽ rất khó để mà giải quyết vấn đề đi lại hàng ngày của người dân, cũng như là nó phải kìm hãm sự phát triển kinh tế. Theo các chuyên gia, nhiệm vụ hoàn thành 200 km tuyến metro là bất khả thi nếu triển khai với quy định pháp luật hiện hành. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh cần tư duy đột phá mới, cách làm mới trên cơ sở những bài học kinh nghiệm trong nước và thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải cũng đã thống nhất kịch bản đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh theo kết luận số 49. Đến năm 2035, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện 7 tuyến metro với chiều dài 180 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 503.100 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, thu hồi đất khu vực phát triển đô thị. Thưa quý vị, trên mặt đường đèo Pren, đoạn phía giáp trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hiện đang xảy ra một vết nứt cục bộ dài 24 mét. Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả, là nhà thầu của tuyến đường này, đã chủ động báo cáo các cơ quan chức năng. Nhà thầu đã tiến hành các biện pháp xử lý trước mắt để không gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và giao thông. Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, nhà thầu nhận định nguyên nhân nhất là do mưa liên tục trong thời gian qua tại một vị trí cục bộ. Nước đã ngấm sâu xuống dưới nền đường, gây ra trạng thái bão hòa nước. Đồng thời, đất dưới nền đường có hàm lượng sét cao, dẫn đến giảm khả năng liên kết và chịu lực, gây ra hiện tượng hư hỏng cục bộ, làm nứt mặt đường phía trên. Đơn vị thi công đã sử dụng mát-tít nhựa chám các vết nứt để ngăn nước, tổ chức quan trắc diễn biến để đưa ra các phương án xử lý dứt điểm ngay sau khi kết thúc mùa mưa.
Thưa quý vị, sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ tư, biểu dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Nghiệp đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam ngày 28 tháng 7. Trước khi bắt đầu buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sinh thời, Tổng Bí thư luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng nhất cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để ghi nhận thành tích xuất sắc của Công đoàn Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức hoạt động của công đoàn. Tổ chức công đoàn thường xuyên thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, xã hội và toàn thể công nhân viên chức người lao động tin tưởng giao phó, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động và tổ chức hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của công đoàn. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại tình cảm đặc biệt, sự kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt khẳng định vị trí quan trọng và tin tưởng kỳ vọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tôi mong rằng các cấp công đoàn nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện mong muốn của đồng chí là nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức công đoàn và phong trào công nhân lao động Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, lập lên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tại buổi lễ, 10 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu được trao tặng giải thưởng mang tên Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người từng có thời gian giữ trọng trách đứng đầu của tổ chức công đoàn. 95 chủ tịch công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở tiêu biểu đại diện cho hơn 123.000 chủ tịch công đoàn cơ sở trên cả nước đã được biểu dương vinh danh. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Nam đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và các doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính. Công ty Wistron ở khu công nghiệp Đồng Văn 3, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam hiện có hơn 300 chuyên gia, lao động người Trung Quốc và Đài Loan đang làm việc. Trước đây doanh nghiệp phải đến nộp hồ sơ trực tiếp, nay toàn bộ thủ tục liên quan đến cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài, không quốc tịch cư trú tại Việt Nam đều được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công, Bộ Công an. Chúng tôi thấy rất thuận tiện, ngày xưa phải đánh trên máy tính để đánh ra dữ liệu. Bây giờ chỉ cần trang web là có thể nộp hồ sơ, như vậy là tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Ngoài ra, phòng xuất nhập cảnh cũng trao cho chúng tôi các mã QR để tìm hiểu quy định quản lý của phòng xuất nhập cảnh rất thuận tiện cho chúng tôi. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành bộ mã gồm 9 mã QR hướng dẫn thủ tục hành chính với các nhóm thủ tục xuất nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam và nhóm thủ tục xuất nhập cảnh khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh là có thể nhanh chóng tiếp cận, thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh.
từ đó góp phần tạo thuận lợi và đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thì lần này thì đến cơ quan công an để làm hộ chiếu mới, được hướng dẫn và về nhà tải app và điền các cái thông tin theo hồ sơ hướng dẫn. Tôi thấy là cái dịch vụ này nó sẽ tốt hơn ngày xưa và tiện cho công dân trong cái việc mà đăng ký các cái giấy tờ hành chính. Đến thời điểm hiện nay thì các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt và thực hiện được các thủ tục trên dịch vụ công. Thời gian tới, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường làm thêm ngày giờ để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng và nâng cao hình ảnh người chiến sĩ công an Hà Nam trong lòng nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngày càng trở nên thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên mà Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tuyển sinh đầu cấp theo tiêu chí ưu tiên gần nơi cư trú. Việc áp dụng tuyển sinh trực tuyến kết hợp với bản đồ GIS được đánh giá là thuận tiện hơn cho các cấp quản lý cũng như là địa phương. Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh học sinh còn băn khoăn lo lắng về kết quả phân bổ chỗ học xa nhà chưa theo đúng tuyến. Lo lắng cho con em mình khi được phân bổ vào trường học cách xa nhà, chị Kim Yến ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã đến trường học nhờ tư vấn và được các thầy cô hướng dẫn thay đổi nguyện vọng và đăng ký tuyển sinh vào đợt 2 này. Dạ lo lắng là bởi vì có một đứa em nó học trường kế bên, rồi nhà thì gần đây, mà tại hệ thống là phân tuyến ở xa cho nên mình thấy cũng khá là khó khăn như vậy. Nhưng mà may là khi mình đến với trường thì trường hỗ trợ rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ và cho mình thay đổi nguyện vọng để đúng tuyến. Việc đổi mới tiêu chí tuyển sinh đầu cấp của năm học này ở thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thuận lợi cho phụ huynh học sinh và các cấp quản lý. Tuy nhiên sẽ có trường hợp địa phương bị áp lực chỗ học, trường học quá tải. Lấy theo cái địa bàn nơi cư trú, nó sẽ xuất hiện cái hiện tình trạng là tập trung quá đông tại một cái trường tiểu học trên địa bàn. Thì chúng tôi cũng đã có dự kiến cái phương án này. Trước hết là nếu mà rơi vào cái tình trạng này, chúng tôi sẽ xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 về việc là xin mở chỉ tiêu. Thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cái phương án là hai cái phòng học để tiếp tục đón nhận các em. Việc áp dụng tuyển sinh đầu cấp này kết hợp với bản đồ GIS thì nó sẽ làm cho cái công tác tuyển sinh mình có hiệu quả hơn. Khi đăng ký như vậy thì phụ huynh chỉ chọn được một cái nơi đăng ký thôi, là về một cái quận duy nhất. Và việc mà đăng ký như vậy nó đã giúp tránh được cái tình trạng mà đăng ký ảo ở nhiều quận huyện khác nhau. Có một số trường hợp thì do cái nhiều khi cái địa chỉ trên cái trực tuyến thì nó cũng có nhiều cái chỗ nó bị sai lệch, cho nên chúng tôi cũng phải kết hợp với lại các bộ phận chuyên trách ở các phường để mà mình rà soát lại cho nó chính xác hơn. Việc áp dụng tuyển sinh đầu cấp theo tiêu chí mới kết hợp giữa trực tuyến và bản đồ GIS ở thành phố Hồ Chí Minh đã giúp giảm tình trạng nơi thừa nơi thiếu chỗ học. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế khi ứng dụng phương pháp này, nhưng bản đồ GIS vẫn thể hiện được tính công bằng, minh bạch trong kết quả tuyển sinh đầu cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2019 đến nay, nhà máy thủy điện Đạ Dâng – Đạ Cho Mo tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã chặn lối đi qua cửa van điều tiết nước, khiến hàng chục hộ dân ở khu vực này bị ảnh hưởng. Sở Công Thương của tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Long Hội phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết hài hòa lợi ích cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương phối hợp với chủ đầu tư nhà máy thủy điện Đạ Dâng – Đạ Cho Mo đưa ra các biện pháp, phương án cải tạo, tu sửa tuyến đường tránh, đảm bảo chất lượng, an toàn để người dân đi lại, không để tình trạng người dân kiến nghị kéo dài. Tại cuộc tiếp xúc cử tri ở xã Lát vừa qua, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho rằng dự án nhà máy thủy điện Đạ Dâng – Đạ Cho Mo đã để xảy ra bức xúc nhiều năm. Tỉnh đề nghị huyện Lạc Dương cần có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý. Phía chủ đầu tư cần phải thực hiện đúng thỏa thuận, mở đường cho người dân đi lại. Mới đây, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương về việc cung cấp thông tin, tài liệu để giải quyết đơn của công dân liên quan đến dự án thủy điện này. Có giá trị kinh tế cao,
được mệnh danh là vua của các loại cây ăn trái. Diện tích sầu riêng ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên liên tục được mở rộng. Tuy nhiên năm nay thì hiện tượng rụng trái non xuất hiện ở nhiều vườn, khiến năng suất thu hoạch sầu riêng tại Phú Yên sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ tình hình thời tiết phức tạp cũng như là năng lực canh tác của người dân còn hạn chế. Tháng 4 vừa qua, nắng nóng kéo dài gặp mưa đột ngột khiến nhiều vườn sầu riêng ở huyện Sông Hinh xuất hiện hiện tượng rụng nụ, trái non. Vườn ảnh hưởng nhẹ nhất cũng sụt giảm từ 30 đến 50% năng suất. Với giá sầu riêng tại vườn cao, các hộ dân không chỉ thất thu nhiều tỷ đồng mà còn tốn chi phí đầu tư và nhân công chăm sóc. Dù có tới 800 hectare trồng sầu riêng, nhưng người trồng tại huyện Sông Hinh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Phương pháp chăm sóc cây chủ yếu vẫn là tự mầy mò và dựa trên những hiểu biết cá nhân. Nắng quá thì xong có đợt tháng 4 nó mưa, mấy cây mưa lớn nó sốc nhiệt như vậy đâu, là nói chung nó rụng hết. Sầu riêng chẳng hạn là chúng em thiếu kỹ thuật. Thiếu kỹ thuật bây giờ thực tế là chúng em chỉ có tìm hiểu trên mạng với lại hỏi thăm người đi trước thôi. Chứ còn như mà khổ cái là vườn của mình khác với vườn nhà người ta. Đâm ra là cũng chỉ là hỏi miệng vậy thôi, đâm ra là cái để bảo tỷ lệ để thành công cao thì không có. Nhưng thay vì mở rộng diện tích một cách ồ ạt, việc nâng cao chất lượng để nâng cao giá thành cũng là hướng đi phù hợp với các vùng trồng sầu riêng. Các mô hình sầu riêng sạch có truy xuất nguồn gốc và đảm bảo các điều kiện xuất khẩu chính ngạch đã được xây dựng. Sông Hinh hiện đã có các tổ hợp tác đăng ký cấp mã vùng xuất khẩu và đã có các tổ được cấp mã vùng. Nâng cao thu nhập thì cái mẫu đẹp, trái phải đẹp. Đó, để đưa được mỗi người dân là như vậy. Phần đa liên quan tới hữu cơ. Số vùng chúng tôi đã chuyển qua tập trung trồng phát triển như là cây mắc-ca, sầu riêng. Rồi những cây trồng cho giá trị kinh tế rất là lớn. Tôi tin tưởng rằng thời gian tới đây cái thu nhập của bà con cũng sẽ phát triển tốt. Để cây sầu riêng phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao, ngoài việc kịp thời dự báo tình hình thời tiết khắc nghiệt để nông dân có giải pháp ứng phó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tập huấn canh tác, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cho người nông dân khi trồng loại cây có giá trị cao này. Thưa quý vị, là một tiêu chí rất quan trọng, song thu nhập cũng là một tiêu chí khó thực hiện nhất trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Với những xã đã về đích nông thôn mới, bài toán duy trì thu nhập một lần nữa lại được đặt ra, trở thành một thách thức đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mong muốn có thêm các chính sách hỗ trợ là câu trả lời chị Hàng Thị Sủ nhận được nhiều nhất khi tiến hành điều tra thu thập thông tin kinh tế, xã hội 35 dân tộc thiểu số trên địa bàn phụ trách. Là thôn vùng 1, thôn Xà Trải, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, có 108 hộ, nhưng có hơn 90 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Nói là chuyển đổi nhưng mà đất thì cũng hạn chế. Người dân thì bây giờ qua điều tra thì mỗi hộ thì người ta chỉ trồng 5-6 cân ngô, thì người ta cũng có ý kiến là người ta cũng không có đất để mà chuyển đổi trồng. Về đích nông thôn mới năm 2020, thời điểm đó thu nhập bình quân của xã Pha Long đạt trên 36 triệu đồng một người, tăng trên 29 triệu đồng so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn trên 7%. Vậy nhưng qua hơn 3 năm, mức thu nhập của người dân bị sụt giảm đáng kể. Năm 2023 chỉ còn đạt hơn 20 triệu đồng một người một năm. Hiện 68% số hộ dân của xã vẫn trong diện hộ nghèo, cận nghèo. Hàng năm trên địa bàn xã Pha Long chỉ trồng một vụ lúa và một vụ ngô. Bà con hiện nay thì cũng đang có cái xu hướng ngoài cái mùa vụ là đi làm thuê ở các cái tỉnh trong nước. Hai vợ chồng đi làm thì trừ chi phí mang về nhà thì bình quân là mỗi tháng được có 5 triệu đồng nữa. Hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Khương đạt 31,07 triệu đồng, tăng 4,56 triệu đồng so với năm 2022. Thế nhưng đến nay, tại năm xã nông thôn mới của huyện đều chỉ còn giữ được 9 đến 10 tiêu chí, cơ bản không có tiêu chí thu nhập. Tăng thu nhập cho người dân thì chúng tôi đã và đang chỉ đạo lồng ghép các chương trình mục tiêu ra trong các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Cái thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động và trọng tâm là công tác xuất khẩu lao động. Trong số 16 xã được tỉnh Lào Cai công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có thể bị thu hồi quyết định công nhận, trong đó huyện Mường Khương có 5 xã. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân huyện đang phối hợp với các đơn vị rà soát, xác định từng tiêu chí, từ đó có giải pháp để nâng cao các tiêu chí, trong đó quan trọng nhất là phải cải thiện được cuộc sống của người dân thông qua tiêu chí thu nhập, bởi đây là nền tảng để xây dựng nông thôn mới một cách thực chất và bền vững.
Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Diều Quốc tế Quảng Nam năm 2024. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch 2024 Quảng Nam miền xanh di sản. Lễ hội có sự tham gia của các đội diều đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhau mang đến những màn trình diễn diều nghệ thuật với khoảng 100 loại diều khác nhau, cùng với không gian trưng bày diều đa sắc màu. Đến với lễ hội, du khách sẽ được tham gia các lớp học làm diều dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân và cùng khám phá ẩm thực đa dạng, phong phú. Lễ hội là một trong những hoạt động du lịch văn hóa mang tầm quốc tế nổi bật, với kỳ vọng thu hút du khách trong và ngoài nước đến với khu vực phía đông nam của tỉnh Quảng Nam. Lễ hội sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 29 tháng 7. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.